Xin kính chào quý vị khán giả, đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga tiến vào ngoại ô thành phố cửa ngõ Donetsk. Ukraina thừa nhận lực lượng Nga đã tiến vào ngoại ô Toretsk, thành phố cửa ngõ kết nối hậu phương với phòng tuyến của Kiev tại tỉnh Donetsk. Tình hình không ổn định, giao tranh đang diễn ra ở mọi lối vào Toretsk theo đúng nghĩa đen. Quân đội Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía đông thành phố Anastasia Bobovinikova, phát ngôn viên nhóm tác chiến chiến thuật Lugansk của quân đội Ukraine, cho biết hôm 7 tháng 10. Các đơn vị bộ binh Nga, được không quân hỗ trợ bằng bom lượn dẫn đường, đã đẩy mạnh tấn công về phía Toresk từ tháng 8. Raiba, tài khoản ủng hộ quân đội Nga với hơn một triệu người theo dõi trên Telegram và thường được dùng làm nguồn tin thay thế tuyên bố chính thức của Moscow, nói rằng quân đội nước này đang tiếp tục tiến về trung tâm thành phố Toresk. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Trong bản tin cập nhật chiến sự ngày 7 tháng 10, cơ quan này cho biết các đơn vị thuộc cánh quân trung tâm kiểm soát khu dân cư Grodovka ở tỉnh Donetsk gây thiệt hại về sinh lực và thiết bị quân sự của Ukraine tại nhiều nơi, trong đó có khu vực gần Toretsk. Toretsk, còn gọi là Zezinsk, là đô thị tiền tuyến ở tỉnh Donetsk, nơi quân đội Ukraine bám trụ suốt 10 năm qua sau khi xung đột với phe ly khai bùng phát năm 2014. Thành phố có dân số gần 31.000 người trước khi chiến sự bùng phát, nhưng hiện chỉ còn khoảng 5.000 người. Đây được đánh giá là thành phố cửa ngõ của tỉnh Donetsk, cũng là trụ cột của phòng tuyến mà Ukraine thiết lập trong khu vực. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Naza Volosy nhận định Nga muốn biến Toresk thành bàn đạp để thọc sườn thành trì cha xốp ra từ phía nam. Dimitro Snihiriov, nhà phân tích quân sự Ukraine, thêm rằng thành phố có giá trị chiến lược nhờ vai trò trung tâm hậu cần quan trọng và nằm ở địa hình cao hơn khu vực xung quanh kiểm soát Torres sẽ giúp Nga chặn các tuyến hậu cần chủ chốt kết nối hậu phương với tiền tuyến của Ukraine tại Donetsk. Trong số này có trục đường nối thành phố Konstantinovka với các thành trì chiến lược do Ukraine nắm giữ là Pokrovsk và Kramatorsk. Chiến dịch này cũng cho thấy Moscow đang tiếp tục tìm cách buộc Kiev giàn mỏng lực lượng, ông nhận xét. Chiến thuật mới giúp Nga tiến công nhanh chưa từng có ở Ukraine. Chiến thuật sử dụng bom lượn những tháng gần đây đang giúp Nga tiến công ở Ukraine nhanh chưa từng có kể từ khi xung đột nổ ra. CBS cho biết, những tháng gần đây, Nga đã tăng cường sử dụng bom lượn và điều này đang tạo ra sự khác biệt trong cuộc chiến. Bom lượn mới của Nga là phiên bản điều chỉnh của bom FAB thời Liên Xô mà đầu tiên là FAB-250 được thiết kế vào năm 1946. Những mẫu này là những đầu đạn được các chiến đấu cơ thả từ trên không với tác động nổ đáng kể. Các loại vũ khí này được chế tạo bằng cách sử dụng đạn dược thời Liên Xô, một số đó mang theo hơn một tấn thuốc nổ. Tuy nhiên, không giống phiên bản tiền nhiệm, tất cả chúng đều mạnh hơn khi được trang bị cánh, cho phép chúng bay về phía mục tiêu và có thể trở thành một vũ khí dẫn đường. Giá thành của bom lượn tương đối thấp, trong khi sức tàn phá cao. Những cuộc tấn công bom lượn quy mô lớn của Nga đang trở thành ác mộng với binh sĩ Ukraine và họ thậm chí đã gọi đây là vũ khí địa ngục. Đại tá Maxim Balagura, người chỉ huy đơn vị lực lượng biên phòng Ukraine, chia sẻ với CBS, mỗi người lính đều lo sợ cho tính mạng của mình khi nhận được tín hiệu Nga triển khai bom lượn đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ. Ông Balagura nói và thừa nhận rằng các chiến thuật mà Nga sử dụng đã trở nên tinh vi hơn khi cuộc chiến kéo dài sang năm thứ ba. Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, trong đó có vùng lãnh thổ Donbass rộng lớn ở miền đông Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố tốc độ quân đội Nga kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine nhanh hơn bất cứ lúc nào kể từ khi xung đột nổ ra. Vào tháng 2, quân đội Ukraine đã rút khỏi thành phố quan trọng Avdiivka ở miền đông sau khi bị bao vây nhiều tháng. Tuần này, thành phố Vuleda rơi vào tay Nga sau 2 năm giao tranh. Phương tiện truyền thông ủng hộ Điện Kremlin đã đăng tải đoạn video cho thấy quân đội Nga dương cờ trên nóc một tòa nhà ở trung tâm Vuleda. Quân đội Nga cũng đang áp sát thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần của Ukraine ở phía đông đất nước. Trong khi đó, Ukraine phụ thuộc lớn vào vũ khí và các thiết bị khác do Mỹ và các đồng minh NATO cung cấp để đảm bảo có thể tiếp tục chiến đấu chống lại Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky đang nỗ lực vận động phương Tây cho phép sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông lập luận, nếu Ukraine không có sự hỗ trợ bổ sung và khả năng nhắm mục tiêu vào các cơ sở cất giữ và phóng vũ khí của Nga, thì Moscow có thể củng cố việc chiếm giữ lãnh thổ Ukraine và tiếp tục tiến về phía tây đất nước, tới biên giới với Ba Lan, một thành viên của NATO. Trước đó, ông Zelensky cũng nhiều lần cảnh báo, xung đột Ukraine có thể lan rộng thành một cuộc chiến trực tiếp giữa NATO và Nga. Ukraine tăng cường hơn nữa nỗ lực thuyết phục Mỹ và đồng minh khi cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ đang đến gần. Nhiều người lo ngại chính sách hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ thay đổi nếu cựu tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Ông Trump từng tuyên bố, nếu tái đắc cử, ông có thể kết thúc cuộc chiến ở Ukraine rất nhanh chóng. Nhưng ông không bao giờ loại trừ việc thúc đẩy Ukraine chấp nhận một thỏa thuận cho phép Nga giữ một số lãnh thổ Ukraine. Nga tung đòn đanh thép bằng tên lửa Kinzhan sau khi Ukraine nhận tiêm kích F-16. Theo lực lượng không quân Ukraine, tên lửa siêu thanh Kinzhan của Nga đã tấn công gần căn cứ không quân Starokostin ở phía tây nước này. Vụ việc diễn ra ngay sau khi Kiev tiếp nhận lô chiến đấu cơ F-16 từ Hà Lan. Nga tung đòn đanh thép bằng tên lửa Kinzhan. Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa gần một sân bay quân sự lớn của Ukraine vào sáng 7 tháng 10, theo giờ địa phương. Đây là một phần trong chiến dịch tấn công rộng rãi của Markova nhằm làm suy yếu cơ sở hạ tầng quân sự và hệ thống phòng không của Ukraine. Theo lực lượng không quân Ukraine, tên lửa siêu thanh Kinzhan của Nga có thể di chuyển với tốc độ gấp nhiều lần tốc độ âm thanh đã tấn công gần căn cứ không quân Starokosten Taip ở phía tây nước này. KH-47M2 Kinzhan là tên lửa siêu thanh của Nga có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, lần đầu tiên được triển khai vào năm 2018. Tên lửa này được trang bị cho máy bay chiến đấu MiG-31K, một phiên bản cải tiến của máy bay MiG-31. Kinzhan có thể đạt tốc độ lên tới Mach 10 với tầm bắn hơn 2.000 km tên lửa Kinzhan có thể bay từ không phận Nga tới Ukraine trong vài phút, tùy thuộc vào vị trí phóng. Theo tính toán, nó có thể tấn công Kiev trong vòng 3,2 phút, Lviv trong 5,4 phút và các thành phố lớn khác như Odessa, Dnipro và Chernihiv trong vòng chưa đầy 5 phút. Với khả năng tấn công nhanh chóng như vậy, tên lửa này đã trở thành mối đe dọa lớn đối với Ukraine. Trước đây, không quân Ukraine không thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo như Kinzhan. Nhưng kể từ khi tiếp nhận hệ thống Patriot, Tất cả các tên lửa Kinzhan của Nga phóng vào Kiev hầu như đã bị đánh chặn thành công, Đại tá Serhiy Iaremenko thuộc Lữ đoàn tên lửa phòng không số 96 của Ukraine cho biết. Ông Iaremenko giải thích rằng hệ thống Patriot có thể ngăn chặn nhiều mối đe dọa đạn đạo khác nhau, trong đó có Kinzhan, Iskander và các loại tên lửa khác. Cuộc tấn công vào sân bay Stavkostantayev ngày 7 tháng 10 diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekomens tuyên bố nước này đã chuyển giao cho Ukraine những tiêm kích F-16 đầu tiên. Ukraine không tiết lộ mức độ thiệt hại sau vụ tấn công nhưng cho biết căn cứ này thường xuyên bị Nga nhắm mục tiêu kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Ukraine cho biết vào tháng 9 năm 2024, Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các thành phố, thị trấn của Ukraine. Moscow tiếp tục duy trì các hoạt động tương tự vào tháng 10. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng tại hai sân bay quân sự của Ukraina, song không nêu rõ vị trí của chúng. Điện Kremlin cho rằng sao Kostantayev là nơi chứa các máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraina. Hiện Ukraina vẫn giữ bí mật về nơi họ đặt chiến đấu cơ F-16. Tính toán của Nga Các cuộc không kích của Nga trong khoảng một tháng qua chủ yếu sử dụng máy bay không người lái. Nhiều chuyên gia quân sự nhận định, đây là chiến lược nhằm thăm dò và làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine trước khi Moscow tiến hành những cuộc không kích mạnh mẽ hơn, sử dụng nhiều tên lửa hơn. Tổng thống Zelensky cho biết, Nga đã phóng khoảng 20 tên lửa và gần 400 máy bay không người lái vào Ukraine trong tuần qua. Theo giới phân tích, việc thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mang lại một số lợi ích cho Nga. Thứ nhất, điều này buộc Ukraine phải sử dụng hết một số tên lửa dự trữ của họ để đánh chặn UAV. Thứ hai, Vị trí của hệ thống phòng không Ukraine sẽ bị lộ trong quá trình họ bắn hạ máy bay không người lái, tạo điều kiện cho Nga lập kế hoạch cho các cuộc tấn công trong tương lai. Máy bay không người lái tấn công tương đối rẻ, với giá thành chỉ vài nghìn đô la Mỹ. Nhưng tên lửa đánh chặn được sử dụng để bắn hạ chúng lại đắt hơn rất nhiều. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã nhận được nhiều vũ khí phòng không hơn từ các đối tác phương Tây, nhưng kho vũ khí của nước này vẫn còn hạn chế. Khi Nga tiến hành các cuộc tấn công lớn trên không kết hợp với việc triển khai máy bay không người lái và tên lửa, họ thường áp đảo được hệ thống phòng không Ukraine. Để tiết kiệm số lượng tên lửa phòng không hạn chế, Ukraine ngày càng tăng cường triển khai các nhóm cơ động nhỏ phân tán nhiều nơi có nhiệm vụ bắn hạ UAV bằng pháo phòng không như lựu pháo g do Đức sản xuất. Tuy nhiên, mỗi lần Ukraine kích hoạt radar để phát hiện máy bay không người lái rồi bắn vào chúng, họ lại để lộ vị trí của hệ thống phòng không và điều này cho phép Moscow lập bản đồ cũng như lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công phù hợp. Ông Andriy Cherniak, người phát ngôn của cơ quan tình báo quân sự Ukraine, cho biết Nga đã bắt đầu sử dụng một loại máy bay không người lái giá rẻ mới mang theo camera để xác định vị trí của hệ thống phòng không Ukraine. UAV Nga đang cố gắng xác định vị trí các nhóm cơ động của chúng tôi, nơi có súng máy để tiêu diệt chúng. Nhiều nhà phân tích ở Ukraine dự đoán Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này trước mùa đông nhằm gây thiệt hại lớn cho Ukraine. Để tăng cường hệ thống phòng không, Ukraine đã trông cậy vào tiêm kích F-16 có khả năng bắn hạ tên lửa đang bay tới. Đầu tháng 8 năm 2024, chính quyền Kiev thông báo đã tiếp nhận ba lô máy bay F-16 đầu tiên và họ đã sử dụng một số máy bay trong số này để bắn hạ tên lửa và UAV của Nga. Điều này đã khiến F-16 trở thành mục tiêu có giá trị cao đối với Nga. Trong suốt mùa hè, Markova đã tăng cường ném bom vào các căn cứ không quân Ukraine được cho là địa điểm tiềm năng chứa tiêm kích F-16.